Hán Bộ quyển 3. 3. Chư thần Dương giải thoát môn. Tri quốc Càn Thác Bà Dương được giải thoát môn, phương tiện tự tại giúp tất cả chúng sanh. Thọ quan Càn Thác Bà Dương được giải thoát môn, thấy khắp tất cả công đức trang nghiêm. Tịnh mục Càn Thác Bà Dương được giải thoát môn, dứt hẳn ưu khổ của tất cả chúng sanh, làm cho sanh lòng vui mừng. Hoa quan Càn Thác Bà Dương được giải thoát môn, dứt hẳn tà kiến mê lầm của tất cả chúng sanh. Hỷ bộ Phổ Âm Càn Thác Bà Dương được giải thoát môn, khắp che chở rưới nhuần tất cả chúng sanh như mây che mát. Nhạo Dư Động Mỹ Mục Càn Thác Bà Dương được giải thoát môn, hiện thân xinh đẹp rộng lớn, làm cho tất cả được an vui. Diệu Âm Sư Tử Tràng Càn Thác Bà Dương được giải thoát môn, danh đồn lớn tốt lan khắp mười phương. Phổ Phóng Bủ Quang Minh Càn Thác Bà Dương được giải thoát môn, hiện tất cả thân thanh tịnh quang minh đại quang hỷ. Kim Cang Thọ Hoa Tràng Càn Thác Bà Dương được giải thoát môn, khắp nhuần xum xuê tất cả cây cối, làm cho người thấy vui mừng. Phổ Hiện Trang Nghiêm Càn Thác Bà Dương được giải thoát môn, khéo vào tất cả cảnh giới Phật, cho chúng sanh sự an vui. Lúc đó Trì Quốc Càn Thác Bà Dương thừa quay lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng Càn Thác Bà, rồi nói kệ rằng: chư Phật cảnh giới vô lượng môn, tất cả chúng sanh chẳng vào được. Phật tánh thanh tịnh như hư không, vì khắp thế gian khai chánh đạo, mỗi mỗi chân lông của Như Lai đầy đủ công đức như biển cả, tất cả thế gian đều an vui. Thọ Quang Dương đây đã được thấy biển khổ rộng lớn của thế gian, Phật đều có thể tiêu trừ sạch. Phật nhiều phương tiện đại từ bi, Tịnh Mục Dương này hiểu biết được mười phương cõi nước rộng vô biên, trí quan của Phật đều chói sáng, dứt trừ tất cả chấp ác tà. Môn giải thoát này qua quan được, Phật từ thuở xưa vô lượng kiếp tu tập đại từ hạnh phương tiện, tất cả thế gian đều an vui. Phổ Âm Thần Dương hay ngộ nhập, Phật thân thanh tịnh đều thích thấy, hay sanh thế gian vui vô lượng, nhân quả giải thoát thứ đệ thành. Diêu Đồng Mỹ Mục khéo khai thị, chúng sanh mê lầm thường lưu chuyển, ngu si che chướng rất kính chắc, Như Lai vì họ nói pháp màu. Sư Tử Tràng Dương diễn thuyết được, Như Lai khắp hiện diệu sắc thân, vô lượng say khác khắp chúng sanh, nhiều thứ phương tiện soi thế gian. Phổ Phóng Bửu Quang thấy như vậy, đại trí phương tiện vô lượng môn, Phật vì chúng sanh mà khai diễn, vào hạnh chân thật đại Bồ Đề. Kim Cang Tràng Dương khéo quan sát, trong một sát na trăm ngàn kiếp, Phật lực khai hiện không đồng diêu, khắp đêm an lạc thí quần sanh, Phổ Hiện Trang Nghiêm môn giải thoát. Tăng Trưởng Cư Bàn Trà Dương được giải thoát môn, trừ diệt tất cả quán thù. Long Chúa Cư Bàn Trà Dương được giải thoát môn, tu tập vô biên công hạnh. Trang Nghiêm Tràng Cư Bà Trà Dương được giải thoát môn, biết tất cả lòng ưa thích của chúng sanh. Nhiều Ích Hạnh Cư Bàn Trà Dương được giải thoát môn, khắp thành tựu công hạnh thanh tịnh sáng suốt. Khả Bố Quý Cư Bàn Trà Dương được giải thoát môn, khai thị đạo an ổn vô quý cho tất cả chúng sanh. Diệu Trang Nghiêm Cư Bàn Trà Dương được giải thoát môn, tiêu trừ biển ái dục của tất cả chúng sanh. Cao Phong Huệ Cư Bàn Trà Dương được giải thoát môn, khắp hiện mây sáng chói che muôn loại. Dũng Kiện Tý Cư Bàn Trà Dương được giải thoát môn, khắp phóng quang minh dứt chướng nặng như núi. Vô Biên Tịnh Qua Nhãn Cư Bàn Trà Dương được giải thoát môn, khai thị tâm đại bi bất thối chuyển. Quảng Đại Diện Cư Bàn Trà Dương được giải thoát môn, khắp hiện thân lưu chuyển trong các loại. Lúc đó Tăng Trưởng Cư Bàn Trà Dương thừa quay lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng Cư Bàn Trà mà nói kệ rằng: thành tựu dẫn lực thế đạo sư, vì người tu hành vô lượng kiếp lìa hẳn kiêu mạn cùng mê lầm, nên thân của Phật rất nghiêm tịnh. Từ xưa Đức Phật đã tu hành giáo hóa thập phương vô lượng chúng, các thứ phương tiện lợi quần sanh. Môn giải thoát này Long Chúa được, Phật dùng đại trí cứu chúng sanh, thấy biết rõ ràng tâm của họ, phương tiện tự tại khéo dắt diệu. Nghiêm Tràng Dương thấy lòng quan hỷ, thần thông ứng hiện như bóng dáng, pháp luân như không thường chân thật, vô ương số kiếp ở nơi đời. Nhiều Ích Hạnh Dương đã được chứng, chúng sanh mù lòa thường tối tâm, Phật quan chiếu hiện đường an ổn, cứu hộ muôn loại khổ được trừ. Khả Bố Quý Dương quan sát thấy biển dục trôi chìm đủ sự khổ, trí quan chiếu khắp đều tiêu diệt, khổ đã dứt trừ dậy pháp màu.
Diệu Trang Nghiêm Dương được tỏ ngộ, Phật thân phổ ứng người đều thấy, nhiều môn phương tiện độ chúng sanh, tiếng như sấm nổ, rưới mưa pháp, Cao Phong Huệ Dương được chứng nhập, quang minh thanh tịnh thường lợi ích, gặp được Phật quang tiêu chướng nặng, công đức của Phật vốn vô biên. Tham lý như đây dũng tí biết, vì muốn an vui các chúng sanh, Phật tu đại bi vô lượng kiếp, tất cả khốn khổ phương tiện trừ. Vô biên tịnh qua đã thấy rõ, thần thông tự tại bất tư nghị. Thân Phật hiện khắp mười phương cõi, nhưng vẫn bất động không khứ lai. Quảng Đại Diện Dương đã hiểu rõ. Tùy Lâu Bát Xoa Long Dương được giải thoát môn, tiêu diệt tất cả khổ nạn của loài rồng. Ta Kiệt La Long Dương được giải thoát môn, trong một niệm chuyển hình rồng hiện vô lượng thân chúng sanh. Dân Âm Tràng Long Dương được giải thoát môn, ở trong các loài dùng tiếng thanh tịnh nói vô biên danh hiệu của chư Phật. Diệm Khẩu Long Dương được giải thoát môn, hiện khắp vô biên thế giới kiến lập sai khác. Diệm Nhãn Long Dương được giải thoát môn, Như Lai Từ Mẫn trừ diệt sân si của tất cả chúng sanh. Đức Xoa Ca Long Dương được giải thoát môn, dùng tiếng thanh tịnh cứu hộ dứt trừ tất cả sự bố quý. Vô Biên Bộ Long Dương được giải thoát môn, thì hiện tất cả sắc thân của Phật và trụ kiếp thứ đệ. Thanh Tịnh Sắc Tốc Tật Long Dương được giải thoát môn, xuất sanh sự ưa thích vui mừng lớn cho tất cả chúng sanh. Phổ Hành Đại Âm Long Dương được giải thoát môn, thì hiện tất cả âm thanh vô ngại bình đẳng thích ý. Vô Nhiệt Não Long Dương được giải thoát môn, dùng mây đại bi che khắp dứt sự khổ của tất cả thế gian. Lúc đó Tỳ Lâu Bát Xoa Long Dương thừa quái lực của Phật quan sát khắp tất cả long chúng, rồi nói kệ rằng: quan sát Như Lai pháp chân thượng, tất cả chúng sanh đều lợi ích, dùng lòng đại từ luôn xót thương, cứu kẻ trôi chìm lo sợ khổ, tất cả chúng sanh đều sai khác. Một chân long Phật đủ thị hiện, thần thông biến hóa khắp thế gian. Ta Kiệt Long Dương quan sát thấy Phật dùng thần thông không hạn lượng, rộng nói danh hiệu khắp chúng sanh, tùy lòng ưa thích đều được nghe. Dân Âm Long Dương được tỏ ngộ, vô lượng vô biên các quốc độ có thể đem vào một chân long, Như Lai an tọa chúng hội kia, Diệm Khẩu Long Dương đã thấy được. Tất cả chúng sanh lòng sân hận, ngu si ràng buộc chìm biển khổ, Như Lai xót thương đều dứt trừ. Diệm Nhãn Long Dương quan sát thấy bao nhiêu phước đức của chúng sanh trong chân long Phật đều hiển hiện, hiện rồi đồng về biển đại phước. Dân Tràng Long Dương đã quan sát chân long thân Phật phát trí quang, trí quang khắp nơi thuyết diệu pháp, chúng sanh được nghe hết lo sợ. Đức Xoa Long Dương đã được ngộ. Tam thế tất cả chư Như Lai, quốc độ trang nghiêm, kiếp thứ đệ, như vậy đều hiện nơi Phật thân. Biên Bộ Long Dương được thấy biết Như Lai công hạnh thuở xa xưa, cúng dường tất cả vô lượng Phật, cúng rồi thêm lớn lòng vui mừng. Tốc Tật Long Dương được chứng nhập, âm thanh của Phật thuận theo loài, vì họ thuyết pháp được hỷ lạc, tiếng Phật thanh nhã chúng vui lòng. Đại Âm Long Dương lòng tỏ ngộ, chúng sanh bất ngạc trong các cõi, nghiệp hoặc trôi chìm không người cứu, Phật dùng đại bi khiến thoát lìa. Vô Nhiệt Long Dương đã chứng được. Tỳ Sa Môn Dạ Xoa Dương được giải thoát môn, dùng vô biên phương tiện cứu khổ chúng sanh ác. Tự Tại Âm Dạ Xoa Dương được giải thoát môn, quan sát khắp chúng sanh dùng phương tiện cứu hộ. Nghiêm Trì Khí Trượng Dạ Xoa Dương được giải thoát môn, có thể giúp ích tất cả chúng sanh rất ác. Đại Trí Huệ Dạ Xoa Dương được giải thoát môn, xưng dương công đức của tất cả thánh dân. Diệm Nhãn Chúa Dạ Xoa Dương được giải thoát môn, đại bi trí quan sát khắp tất cả chúng sanh. Kim Cang Nhãn Dạ Xoa Dương được giải thoát môn, các thứ phương tiện lợi ích an lạc tất cả chúng sanh. Dũng Kiện Tý Dạ Xoa Dương được giải thoát môn, khắp vào nghĩa lý của tất cả pháp. Dũng Địch Đại Quân Dạ Xoa Dương được giải thoát môn, hộ về tất cả chúng sanh, khiến đều trụ nơi chánh đạo. Phú Tài Dạ Xoa Dương được giải thoát môn, tăng trưởng phước đức của tất cả chúng sanh, khiến họ luôn được khoái lạc. Lực Hoài Cao Sơn Dạ Xoa Dương được giải thoát môn, tùy thuận ức niệm xuất sanh trí lực quang minh của Phật. Lúc đó Đa Văn Đại Dạ Xoa Dương thừa quái lực của Phật quan sát khắp tất cả chúng Dạ Xoa, rồi nói kệ rằng: chúng sanh tội ác đã quá sâu, trăm ngàn kiếp qua chẳng thấy Phật, trôi chìm sanh tử thọ khổ nhiều, vì cứu chúng sanh Phật xuất thế, Như Lai cứu hộ các thế gian, tất cả chúng sanh hiện trước họ, dứt khổ luân chuyển hết sợ lo. Tự Tại Âm Dương đã ngộ nhập.
chúng sanh tạo ác nghiệp chướng nhiều, Phật dạy lý màu khiến rõ biết, ví như đèn sáng chiếu thế gian. Nghiêm trì soi dương đã được thấy, thuở xưa nhiều kiếp Phật tu hành, xưng tán mười phương tất cả Phật, nên có tiếng đồn lớn cao xa. Đại trí huệ dương được rõ biết, trí huệ như không vô lượng biên, pháp thân rộng lớn bất tư nghị, do đây mười phương đều hiện thân. Diệm nhãn chúa dương quan sát thấy, trong tất cả loài diễn diệu âm, thuyết pháp lợi ích vô lượng chúng, tiếng Phật đến đâu khổ dứt trừ, kim cang nhãn dương được phương tiện. Tất cả nghĩa rộng lớn rất sâu, Phật dùng một câu diễn thuyết được, giáo lý như vậy khắp thế gian, dũng kiền tí dương đã được ngộ. Vô lượng chúng sanh chấp đạo tà, Phật dạy chánh đạo bất tư nghị, khiến khắp thế gian thành pháp khí, dũng địch quân dương rõ biết được. Bao nhiêu phước nghiệp của thế gian, tất cả đều do Phật quang chiếu. Phật trí rộng lớn khó nghĩ lượng, phú tài soi dương được giải thoát. Nhớ đến kiếp xưa vô lượng số, Phật từ lâu xa tu thập lực, hay khiến trí lực đều tròn đầy, lực hoài cao sơn được rõ biết. Thiện huệ ma hầu la già dương được giải thoát môn, dùng tất cả thần thông phương tiện khiến chúng sanh chứa nhóm công đức. Tịnh quai âm dương được giải thoát môn, khiến tất cả chúng sanh trừ phiền não được thanh lương vui sướng. Thắng huệ trang nghiêm kế dương được giải thoát môn, khiến khắp tất cả chúng sanh suy tưởng lành hay chẳng lành đều vào pháp thanh tịnh. Diệu mục chủ dương được giải thoát môn, rõ thấu tất cả tướng phước đức tự tại bình đẳng vô sở trước. Đăng tràng dương được giải thoát môn, khai thị tất cả chúng sanh, khiến lìa đường tối tăm sợ sệt. Tối thắng quang minh tràng dương được giải thoát môn, rõ biết tất cả công đức của Phật, sinh lòng vui mừng. Sư tử ức dương được giải thoát môn, sức dũng mãnh làm chủ cứu hộ chúng sanh. Chúng diệu trang nghiêm âm dương được giải thoát môn, khiến chúng sanh tùy ý niệm sanh vô biên hỷ lạc. Tư di út dương được giải thoát môn, quyết định bất động nơi tất cả cảnh duyên và được đầy đủ đến bờ kia. Khả ái nhào quang minh dương được giải thoát môn, bình đẳng vì tất cả chúng sanh khai thị đạo bình đẳng. Lúc đó thiện huệ ma hầu la già dương thừa quay lực của Phật quan sát khắp tất cả chúng ma hầu la già, rồi nói kệ rằng: ông xem Như Lai tánh thanh tịnh, phổ hiện quay quang lợi quần phẩm, khai đạo cam lộ khiến thanh lương, các khổ dứt hẳn không còn sót, tất cả chúng sanh ở biển khổ, các nghiệp hoặc ác tự ràng buộc. Đem pháp tịch tịnh dạy chúng sanh, tịnh quay âm dương khéo rõ biết. Phật trí vô đẳng bất tư nghị, tâm chúng sanh đều rõ biết cả, vì họ xiển minh pháp thanh tịnh, trang nghiêm kế dương đã tỏ ngộ. Vô lượng chư Phật hiện thế gian, vì khắp chúng sanh làm ruộng phước, biển phước rộng lớn rất khó lường. Diệu mục chủ dương thấy tất cả chúng sanh ở mãi biển lo sợ, Phật khắp hiện tiền mà cứu hộ, pháp giới hư không đều khắp cùng. Đăng tràng dương đây đã thấy được công đức nơi một chân long Phật, thế gian chung tín không biết được, vô biên vô tận đồng hư không. Quang minh tràng dương quan sát thấy, Như Lai thông đạt tất cả pháp, nơi pháp tánh kia đều chiếu rõ, không nghiêng không đồng như tu di. Sư tử út dương môn giải thoát, Phật từ thuở trước kiếp lâu xa, biển rộng quang hỷ sâu vô tận, vì thế ai thấy đều thích ưa. Trang nghiêm âm dương được chứng nhập, rõ biết pháp giới không hình tướng, biển ba la mật đều đầy đủ. Đại quang phổ tế các chúng sanh, tu di út dương đã tỏ ngộ. Ông xem Như Lai sức tự tại, mười phương thị hiện khắp đồng đều, sáng soi tỏ ngộ các chúng sanh, nhà quang minh dương đã khéo chứng. Thiện huệ quang minh thiên khẩn na la dương được giải thoát môn, khắp sanh tất cả công hạnh hỷ lạc. Diệu qua tràng khẩn na la dương được giải thoát môn, có thể sanh pháp hỷ vô thượng, khiến tất cả được an vui. Chủng chủng trang nghiêm dương được giải thoát môn, tất cả công đức đầy đủ, tâm tinh hiểu thanh tịnh rộng lớn. Duyệt ý hống thinh dương được giải thoát môn, thường nói ra tất cả tiếng duyệt ý, khiến người nghe lìa khỏi ưu bố. Bửu thọ quang minh dương được giải thoát môn, đại bi an lập tất cả chúng sanh, khiến giác ngộ cảnh sở duyên. Phổ nhạo kiến dương được giải thoát môn, thị hiện tất cả sắc thân di diệu. Tối thắng quang trang nghiêm dương được giải thoát môn, rõ biết tất cả quả thù thắng trang nghiêm từ nghiệp não sanh. Di diệu qua tràng dương được giải thoát môn, khéo quan sát tất cả nghiệp thế gian sinh ra quả báo. Động địa lực dương được giải thoát môn,
thường khởi tất cả sự lợi ích chúng sanh. Quay mãnh chủ dương được giải thoát môn, khéo biết và khéo nhiếp phục tâm niệm của tất cả khẩn na la. Lúc đó thiện huệ quang minh dương thừa quay lực của Phật quan sát khắp tất cả chúng khẩn na la, rồi nói kệ rằng: thế gian tất cả sự an vui, tất cả đều do Phật xuất thế, đạo sư lợi ích các chúng sanh, khắp làm chỗ quy y cứu hộ, xuất sanh tất cả những hỷ lạc, thế gian đều được không cùng tận, hay khiến người thấy chẳng luống qua. Diệu qua tràng dương được tỏ ngộ, biển công đức Phật không cùng tận, cầu biên tế kia bất khả đắc, quang minh chiếu sáng khắp mười phương. Trang nghiêm dương đây môn giải thoát, Như Lai đại âm thường diễn thông, khai pháp chân thật lìa ưu não, chúng sanh nghe được đều đẹp vui. Duyệt ý hóng thinh hay tính thọ, tôi xem Như Lai sức tự tại, đều do thời trước siêng hành đạo, đại bi cứu người khiến sạch trong. Bửu thọ quang minh hay ngộ nhập, Như Lai khó được thấy và nghe, ức kiếp chúng sanh mới được gặp, tướng hảo đầy đủ để trang nghiêm, phổ nhào kiến dương đã xem thấy. Ông xem Như Lai đại trí huệ, quần sanh tâm nguyện đều khắp ứng, đạo nhất thiết trí đều tuyên bày, tối tháng trang nghiêm hay rõ biết, biển nghiệp rộng lớn bất tư nghị, chúng sanh khổ vui đều do đó. Tất cả như vậy hay chỉ bày, di diệu qua trạng quan sát thấy, chư Phật thần thông không xen dứt, mười phương đại địa thường chấn động, tất cả chúng sanh chẳng biết hay, động địa lực dương hằng thấy rõ. Ở nơi chúng hội hiện thần thông, phóng đại quang minh khiến giác ngộ, hiển bày tất cả cảnh Như Lai, quay mãnh chủ dương hay quan sát. Đại tốc tật lực Ca Lâu La Dương được giải thoát môn vô ngại, vô ngại vô trước nhãn quan sát khắp chúng sanh giới. Bất khả hoại bửu kế dương được giải thoát môn, khắp an trụ pháp giới quá chúng sanh. Thanh tịnh tốc tật dương được giải thoát môn, khắp thành tựu sức tinh tấn ba la mật. Bất thối tâm trang nghiêm dương được giải thoát môn, sức dũng mãnh vào cảnh giới Như Lai. Đại hải sứ nhiếp trì lực dương được giải thoát môn, vào biển công hành trí huệ rộng lớn của Phật. Kiên pháp tịnh quang dương được giải thoát môn, thành tựu vô biên chúng sanh sai biệt trí. Diệu nghiêm quang kế dương được giải thoát môn, trang nghiêm thành Phật pháp. Phổ tiệp thị hiện dương được giải thoát môn, thành tựu sức bình đẳng bất khả hoại. Phổ quán hải dương được giải thoát môn, rõ biết tất cả thân chúng sanh mà vì hiện hình. Long âm đại mục tinh dương được giải thoát môn, trí hành vào khắp sanh tử của tất cả chúng sanh. Lúc đó đại tốc tật lực dương thừa quay lực của Phật quan sát tất cả chúng Ca Lâu La, rồi đối kệ rằng: Phật nhãn rộng lớn không ngàn mé, thấy khắp mười phương các quốc độ, trong đó chúng sanh chẳng thể lượng, hiện đại thần thông đều điều phục. Thần thông của Phật sức vô ngại, ngồi khắp mười phương cội bồ đề, thuyết pháp như mây đều khắp đầy. Bửu kế lắng nghe lòng tinh thuận, Phật thuở xa xưa tu các hành, phổ tịnh quảng đại ba la mật, cúng dường tất cả chư Như Lai. Thanh tịnh tốc tật sâu tinh hiểu, Như Lai trong mỗi một chân lông, một niệm hiện khắp vô biên hành, cảnh giới Như Lai rất khó suy. Bất thối trang nghiêm đều thấy rõ, Phật hạnh rộng lớn bất tư nghị, tất cả chúng sanh không lường được công đức trí huệ của đạo sư. Nhiếp trì lực dương đạo giải thoát, Như Lai vô lượng trí huệ quang, hay giết chúng sanh lưới nghi hoặc, cứu hộ tất cả các thế gian. Kiên pháp tịnh quang thọ trì được, pháp thành rộng lớn không thể cùng, các thứ pháp môn vô lượng số, Đức Phật ra đời rộng mở bày. Diệu nghiêm quang kế đã tỏ rõ, tất cả chư Phật một pháp thân, chân như bình đẳng vô phân biệt. Phật dùng sức này thường an trụ, phổ tiệp thị hiện diễn thuyết đủ. Phật ở các cõi nhiếp chúng sanh, quang minh thế gian đều chiếu khắp, các thứ phương tiện hiện điều phục. Phổ quán hải dương đã được ngộ, Phật xem tất cả các quốc độ đều nương nghiệp hải mà an trụ, rưới khắp pháp vũ ở trong kia. Long âm tinh dương được giải thoát, La Hầu Atula dương được giải thoát môn, hiện làm chủ tôn thắng trong đại hội. Tỳ Ma Chất Đa dương được giải thoát môn, thì hiện vô lượng kiếp. Xảo Quyển Thuật dương được giải thoát môn, tiêu diệt khổ tất cả chúng sanh khiến thanh tịnh. Đại Quyến Thuộc Dương được giải thoát môn, tu tất cả khổ hạnh từ trang nghiêm. Bà Trí Dương được giải thoát môn, chấn động thập phương vô biên cảnh giới. Biển Chiếu Dương được giải thoát môn, các thứ phương tiện an lập tất cả chúng sanh. Kiên Cố Hạnh Diệu Trang Nghiêm Dương được giải thoát môn,
khắp hợp thiện căn, sạch các nhiễm trước chẳng thể phá hoại. Quảng đại nhân Huệ Dương được giải thoát môn, sức đại bi không nghi lầm. Hiện thắng Đức Dương được giải thoát môn, khắp khiến thấy Phật thờ kính, cúng dường, tu các thiện căn. Thiện âm Dương được giải thoát môn, công hạnh quyết định bình đẳng, khắp vào tất cả loài. Lúc đó, La Hầu Dương thừa quay lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng Atula, rồi nói kệ rằng: tất cả mười phương quảng đại chúng, Phật thù đặc nhất trong tất cả, quang minh chiếu khắp đồng hư không, trước các chúng sanh đều khắp hiện, trăm ngàn muôn kiếp các quốc độ trong một sát na đều hiện rõ, phóng quang độ người đồng khắp đều. Tỳ Ma Chất Đa vui khen ngợi: Như Lai cảnh giới không ai bằng, các thứ pháp môn thường lợi ích, chúng sanh có khổ đều dứt trừ. Sở Quyển Thuật Dương đã được thấy, trong vô lượng kiếp tu khổ hạnh, lợi ích chúng sanh làm thanh tịnh, do đây Phật trí trọn viên thành. Đại Quyển Thuật Dương đã thấy rõ vô ngại vô đẳng đại thần thông, khắp động mười phương tất cả cõi, chẳng khiến chúng sanh có kinh sợ. Đại lực nơi đây đã rõ biết Phật hiện ra đời cứu chúng sanh, đạo nhất thiết trí đều khai thị, điều khiến bỏ khổ được an vui. Nghĩa đây biến chiếu xiển dương rộng, tất cả biển phước của thế gian. Phật lực hay sanh khiến thanh tịnh, Phật hay khai thị đạo giải thoát, kiên cố trang nghiêm được chứng nhập. Phật đại bi thân không ai bằng, đi khắp vô ngại đều khiến thấy, dường như hình bóng hiện thế gian. Nhân huệ hay tuyên công đức Phật, thần thông rộng lớn không ai sánh, khắp chốn hiện thân đầy pháp giới, đều ngồi dưới cội đại bồ đề. Nghĩa này thắng đức hay tuyên thuyết, Như Lai ngày trước tu công hạnh, trải qua các loài đều cùng khắp, thoát khổ chúng sanh không có thừa, thiên âm ca ngợi công đức Phật. 4. Chư thần chủ giải thoát môn. Thì hiện cung điện chủ trú thần được giải thoát môn, khắp vào tất cả thế gian. Pháp khởi Huệ Hương thần được giải thoát môn, quán sát khắp tất cả chúng sanh, đều khiến lợi ích vui mừng đầy đủ. Nhạo Thắng Trang Nghiêm thần được giải thoát môn, hay phóng vô biên pháp quang minh đáng thích ưa. Hoa Hương Diệu Quang thần được giải thoát môn, khai phát tâm tinh hiểu thanh tịnh của tất cả chúng sanh. Phổ Tập Diệu Dược thần được giải thoát môn, chứa nhóm trang nghiêm công lực quang minh rộng khắp. Nhạo Tác Hỷ Mục thần được giải thoát môn, khai ngộ khắp tất cả chúng sanh khổ vui, đều khiến được pháp lạc. Quán Phương Phổ Hiện thần được giải thoát môn, thân sai biệt thập phương pháp giới. Đại Bi Quay Lực thần được giải thoát môn, cứu hộ tất cả chúng sanh khiến được an lạc. Thiện Căn Quang Chiếu thần được giải thoát môn, công đức lực khắp sanh vui mừng đầy đủ. Diệu Hoa Anh Lạc thần được giải thoát môn, tiếng tâm đồn khắp nơi, chúng sanh thấy Phật đều được lợi ích. Lúc đó thị hiện cung điện thần thừa quay lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng chủ trú thần, rồi nói kệ rằng: Phật trí như không vô cùng tận, quang minh soi sáng khắp mười phương, tâm hành chúng sanh đều biết rành, thế gian không nơi nào chẳng đến. Biết lòng sở thích của chúng sanh, theo cơ diễn nói vô lượng pháp, cứu nghĩa rộng lớn đều không đồng. Phát khởi Huệ Hương thấy được rõ, Phật phóng quang minh chiếu thế gian, thấy nghe vui mừng không luống mất, chỉ bài tịch diệt chỗ rộng sâu. Nhạo Thắng Trang Nghiêm lòng tỏ ngộ, Phật rưới pháp vũ vô biên lượng, hay khiến người thấy đều mừng rỡ. Thiện Căn Tối Thắng từ đây sanh, Hoa Hương Diệu Quang rõ biết được, khắp vào pháp môn sức khai ngộ, nhiều kiếp tu tập đều thanh tịnh. Như vậy điều gì nhiếp chúng sanh? Phổ Tập Diệu Dược hay thấu suốt, nhiều môn phương tiện quá quần sanh, hoặc thấy hoặc nghe đều thọ ích, đều khiến hớn hở rất vui mừng. Nhạo Tác Hỷ Mục thấy như vậy, thập lực ứng hiện khắp thế gian, mười phương pháp giới đều không sót. Thể tánh chẳng có cũng chẳng không, Quán Phương Phổ Hiện hay chứng nhập, chúng sanh lưu chuyển trong hiểm nạn, Như Lai xuất thế vì thương xót, tất cả khổ hoạn đều dứt trừ. Đại Bi Quay Lực môn giải thoát, chúng sanh trôi chìm trong đêm dài, Phật vì thuyết pháp cho thông hiểu, đều khiến được vui trừ khổ lo. Thiện Căn Quang Chiếu môn ngộ nhập, Như Lai phước đức đồng hư không, từ đây nở sanh thế gian phước, chỗ làm của Phật trọn không hư. Diệu Hoa Anh Lạc được giải thoát. Phổ Đức Tịnh Quang Chủ Dạ Thần được giải thoát môn, Tịch Tịnh Thiền Định Lạc Đài Dũng Kiệt. Hỷ Căn Quán Thế Thần được giải thoát môn, tướng công đức thanh tịnh rộng lớn khả ái. Hộ Thế Tinh Khí Thần được giải thoát môn, hiện khắp thế gian điều phục chúng sanh. Tịch Tịnh Hải Âm Thần được giải thoát môn, chứa nhóm lòng quan hỷ rộng lớn. Phổ Hiện Kiết Tường Thần
được giải thoát môn, ngôn âm duyệt ý tự tại rộng lớn. Phổ Phát Thọ Hoa Thần được giải thoát môn, tạng quang minh rộng lớn, đầy đủ quang hỷ. Bình Đẳng Hộ Dục Thần được giải thoát môn, khai ngộ chúng sanh, khiến thành thục thiện căn. Du Hí Khoái Lạc Thần được giải thoát môn, vô biên từ cứu hộ chúng sanh. Chư Căn Thường Hỷ Thần được giải thoát môn đại bi, khắp hiện trang nghiêm. Thị Hiện Tịnh Phước Thần được giải thoát môn, khiến khắp tất cả chúng sanh sở thích được đầy đủ. Lúc đó Phổ Đức Tịnh Quang Thần thừa quái lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng chủ già thần mà nói kệ rằng: các ngài nên xem công hạnh Phật, quảng đại tịch tịnh tướng hư không, biển dục không bờ làm sạch trong, chiếu mười phương đoan nghiêm thanh tịnh, tất cả thế gian đều thích thấy, vô lượng ức kiếp một lần gặp, đại bi thương người đều khắp cùng, hỷ căn quán thế quan sát thấy, đạo sư cứu hộ các thế gian, chúng sanh thấy Phật hiện trước mình, làm cho các loài đều thanh tịnh, hộ thế tinh khí đã biết rõ, Phật xưa tu tập biển quang hỷ, rộng lớn vô biên chẳng lường được, vì thế người thấy đều thích ưa, tịch tịnh hải âm hiểu biết được, Như Lai cảnh giới chẳng thấy lường, diễn khắp mười phương mà hằng tịch, khiến khắp chúng sanh ý trong sạch, Phổ Hiện Kiết Tường nghe vui đẹp, chứa nhóm chúng sanh không phước đức, Phật bậc đại phước trang nghiêm sáng, khai pháp tịch diệt lìa cấu trần, Phổ Phát Thọ Hoa đã được ngộ, mười phương khắp hiện đại thần thông, tất cả chúng sanh đều điều phục, các thứ sắc tướng đều khiến xem, Bình Đẳng Hộ Dục quan sát được, Như Lai thuở xưa trong mỗi niệm từ bi phương tiện đều thanh tịnh, cứu hộ chúng sanh đã khắp cùng, Du Hí Khoái Lạc Môn giải thoát. Chúng sanh ngu si thường loạn đục, tâm họ cứng độc rất đáng sợ, Như Lai xuất thế vì xót thương, chư căn thường hỷ được tỏ ngộ, xưa Phật tu hành vì chúng sanh, tất cả chí nguyện đều đầy đủ, do đây đức tướng đều viên thành, thị hiện tịnh phước được chứng nhập.